Bệnh viện Phổi Trung ương, 65 năm khát vọng chấm dứt bệnh lao. Bệnh viện Phổi Trung ương, một không gian xanh sạch đẹp với diện tích trên 3 hectare, tọa lạc tại số 463 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bệnh viện lúc nào cũng sôi động với các hoạt động chuyên môn đa dạng phong phú, phục vụ người bệnh, hướng đến dịch vụ với chất lượng cao làm hài lòng người dân. 65 năm xây dựng và phát triển. Hiện nay bệnh viện có 928 viên chức và người lao động đang làm việc. Trong đó 40 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 166 bác sĩ chuyên khoa cấp 1 và thạc sĩ, 204 cán bộ có trình độ đại học. So với 10 năm trước, nguồn nhân lực tăng 44%, riêng cán bộ đại học trở lên tăng 46%. Bệnh viện có 41 đơn vị, trong đó có 10 phòng chức năng, 18 khoa lâm sàng, 7 khoa cận lâm sàng và 6 trung tâm chuyên sâu và nghiên cứu khoa học. Số giường phục vụ người bệnh là 1.024, trong đó 120 giường thuộc trung tâm điều trị theo yêu cầu công nghệ cao. 65 năm sự nghiệp phòng chống bệnh lao và bệnh phổi. 65 năm xây dựng đội ngũ mở rộng sáng tạo, giao lưu và hội nhập. Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế giao phó. Được nhân dân tin yêu, bạn bè quốc tế nể trọng, xứng tầm là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về lĩnh vực lao và bệnh phổi của cả nước. Lãnh đạo bệnh viện hiện nay có ban giám đốc gồm 4 đồng chí và đảng ủy gồm 11 đồng chí, với ban thường vụ gồm 3 đồng chí. Để có được thành quả như ngày hôm nay, lớp lớp các thế hệ bệnh viện đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu để có được đội ngũ thầy thuốc trình độ cao, tâm huyết với nghề và luôn nhắc nhau, khắc sâu trong tim lời dạy của Bác: lương y phải như từ mẫu. Lịch sử hình thành và phát triển. Những dấu mốc làm nền tảng cho sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Bệnh viện được thành lập ngày 24 tháng 6 năm 1957 theo Nghị định số 273/TTG của Thủ tướng Chính phủ, gắn liền với tên tuổi của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên, anh hùng lao động, giải thưởng Hồ Chí Minh và cũng là người viện trưởng đầu tiên của bệnh viện. Quyết định thành lập ghi rõ: Viện chống lao có nhiệm vụ nghiên cứu bệnh lao và phòng chống bệnh lao, giúp Bộ Y tế lãnh đạo toàn ngành và nhân dân tiến lên từng bước giảm dần tỷ lệ và tiêu diệt bệnh lao. Đó là quyết định táo bạo mà cho đến ngày nay chúng ta mới đưa ra chỉ tiêu là cơ bản chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. Sau đó, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã nêu quan điểm của tư duy lồng ghép có tính xuyên suốt của chuyên ngành, đó là: chỉ có nắm vững tình hình bệnh phổi trong nước mới chẩn đoán bệnh lao ít sai lầm. Ông cũng khẳng định rằng việc nghiên cứu và thực hành lâm sàng bệnh lao không thể tách rời các bệnh phổi. Tiếp đến, xin được tri ân đến các bậc tiền nhiệm đã lãnh đạo bệnh viện bằng cả tâm huyết và khát vọng chiến thắng. Người viện trưởng kế tiếp sự nghiệp của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là nhà giáo nhân dân, cố giáo sư bác sĩ Phạm Khắc Quảng. Tên tuổi của ông đã được gắn với tên đường phố rất đẹp tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Tiếp đến, cố giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Hường, người học trò lỗi lạc của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, người thầy lớn của nhiều thế hệ chống lao và bệnh phổi Việt Nam, viện trưởng từ năm 1980 đến năm 1995, đã kế tục và phát triển mở rộng hợp tác quốc tế với WHO, CAN-CV, MCNV và nhiều tổ chức quốc tế khác. Cái công tác chống lao hay cái chương trình chống lao đó từ số 0 đến giờ đi, hoạt động cụ thể đầu tiên tức là xây dựng các cái sana. Cái sana này quan điểm khác hẳn cái tổ chức chống lao của các nước trên thế giới. Mỗi một xã
chỉ xây dựng làm cái nhà như thế nhỏ, tổ chức được 8-10 giường. Có những người như là Đỗ Đức Nhị đấy, thì ông có cái châm ngôn mà đi về cộng đồng, tức là đi không biết mỏi, nói không biết chán. Từ những bước đi ban đầu đó, bệnh viện đã đề xuất và được chính phủ phê duyệt dự án phòng chống lao trong chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 1995, làm tiền đề cho nhiều vận động quốc tế sau này. Chương trình phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp trẻ em ARI là sự kết nối các chuyên khoa nhi với nhiễm khuẩn hô hấp, làm tiền đề cho hệ thống giám sát kháng kháng sinh, viêm phổi và nấm phổi sau này. Thời kỳ này, bệnh phổi đã phát triển mạnh mẽ. Viện đã truyền tên thành Viện Lao và Bệnh Phổi. Thầy thuốc nhân dân, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Cồ, nhà khoa học, người phẫu thuật viên lồng ngực, người thầy lớn của chuyên ngành, viện trưởng từ năm 1995 đến năm 2003 kế tục sự nghiệp ngoại khoa lồng ngực. Từ cố giáo sư nhà giáo nhân dân Hoàng Đình Cầu, Thứ trưởng Bộ Y tế, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực đầu tiên ở miền Bắc tại Bệnh viện Phổi Trung ương, với nền tảng ngoại khoa như vậy, kỹ thuật ghép phổi đã trở thành hiện thực ngày nay. Bệnh viện đã thực hiện chương trình phòng chống ung thư phổi cấp nhà nước do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Cồ làm chủ nhiệm. Đây là tiền đề cho sự phát triển Trung tâm Ung thư phổi quốc gia tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở Liên Xô về nước, tôi được làm việc ở đây. Giáo sư Hoàng Đình Cầu là chủ nhiệm. Mục đích đầu tiên là để điều trị cho những bệnh nhân lao mà cần phải giải quyết bằng phẫu thuật. Cho đến hiện thời, tôi có thể nói rằng là rất hiện đại về phẫu thuật, về ung thư, về bệnh nhiễm trùng, về lao. Rất hiện đại. Thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ, giám đốc bệnh viện từ năm 2003 đến năm 2013. Thời kỳ này, bệnh viện đã được đổi tên thành Bệnh viện Phổi Trung ương cho đến ngày nay. Năm 2006, bệnh viện đã thực hiện một chương trình nghiên cứu cấp nhà nước bao gồm điều tra dịch tễ bệnh lao toàn quốc và nghiên cứu toàn diện về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, do phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ làm chủ nhiệm, cùng toàn bộ hệ thống chuyên khoa thực hiện nghiên cứu mang tính đột phá này. Chúng ta có một đề tài cấp nhà nước và chúng ta đã lồng ghép hai cái điều tra toàn quốc vào: điều tra lao toàn quốc, điều tra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính toàn quốc, gọi tắt là VINCOTB. Chúng ta đã đưa ra một con số là tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở Việt Nam mình khoảng 4,2%, và chính vì vậy cho nên cái chiến lược kiểm soát bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở cộng đồng của chúng ta ra đời. Thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, giám đốc bệnh viện từ năm 2013 cho đến nay. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên là thành viên Hội đồng Tư vấn Chiến lược và Kỹ thuật Phòng chống bệnh lao toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới. Có thể nói rằng, Bệnh viện Phổi Trung ương có một lịch sử hào hùng đi cùng năm tháng, là quá trình tích lũy về lượng từ không đến có, từ thô sơ đến hiện đại, nhưng lúc nào cũng toàn diện và kết nối cộng đồng. Đây là một bệnh viện đặc biệt, giàu lòng nhân ái, khát vọng chấm dứt bệnh lao và nâng cao sức khỏe phổi cho nhân dân. Bệnh viện Phổi Trung ương đã thu được rất nhiều những cái thành tựu xứng đáng với niềm tin của Đảng cũng như của nhân dân, và cũng được thế giới đánh giá cao. Bệnh viện là ngày càng ứng dụng ở những các cái công nghệ khoa học tiên tiến, cũng đã triển khai được nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong cái lĩnh vực khám, chẩn đoán, điều trị. The WHO would like to congratulate Vietnam for its strong national tuberculosis program. The program is based on a comprehensive national TB strategy. WHO considers Vietnam one of the leading countries in the fight against tuberculosis. Thành tựu 10 năm. Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt xây dựng bệnh viện hạnh phúc, khối đoàn kết thống nhất có ý nghĩa quyết định thành công của bệnh viện chúng ta. Hàng năm, với 10 mong muốn được đồng thuận trong toàn bệnh viện và tư tưởng chỉ đạo trong nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy, đã tạo ra một sức mạnh tổng hợp của một khối đoàn kết toàn bệnh viện. Nhờ vào sức mạnh ấy, bệnh viện đã vượt lên mọi khó khăn thách thức, biến những điều không thể thành có thể và những khát vọng trở thành hiện thực.
bệnh viện đã đạt được những thành tựu to lớn cả về khoa học công nghệ và tư duy sáng tạo. Trách nhiệm và cống hiến của Bệnh viện Văn Minh này đang chuyển mình lên một tầm cao mới, đó là bệnh viện hạnh phúc thể hiện trong mọi hoạt động của bệnh viện. Hàng năm thì tập thể lãnh đạo bệnh viện, đảng ủy, ban giám đốc đều xây dựng ra 10 cái mong muốn, và 10 mong muốn này được mang ra đại hội, mang ra hội nghị để thảo luận và thống nhất ý chí, không năm nào trùng với năm nào. Mục đích cuối cùng là để phục vụ tốt nhất cho người bệnh, để phát triển mọi lĩnh vực, khu vực mà bệnh viện đang quan tâm và cần phải phát triển lên ở mức cao hơn. Đảng bộ Bệnh viện Phổi có tinh thần đoàn kết cùng với ban giám đốc, cùng các cán bộ, đảng viên, thầy thuốc cũng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hết sức trách nhiệm để xây dựng bệnh viện với tinh thần hướng về cộng đồng và vì người bệnh, tạo được niềm tin của người dân đối với cả bệnh viện. Thành tựu về các dịch vụ y tế khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Trong 10 năm, số lượng kỹ thuật đã tăng gấp gần 4 lần, từ 662 năm 2012 lên 2627 năm 2022. Các dịch vụ kỹ thuật đều tuân theo 6 tiêu chí, đó là an toàn, minh bạch, thân thiện, dễ tiếp cận, hiện đại và toàn diện. Được phát triển ở tất cả các khối chuyên môn lâm sàng, cận lâm sàng, hồi sức cấp cứu, các kỹ thuật cao chuyên ngành đã liên tục được chinh phục, đó là hồi sức cấp cứu ECMO, tim phổi nhân tạo, lọc máu, hạ thân nhiệt chỉ huy. Ngoại khoa như mổ nội soi bóc vỏ màng phổi, thay thế cho phẫu thuật Heller cho ổ cặn màng phổi, cắt u phổi, cắt thủy phổi nội soi, thay khớp, chỉnh hình, ghép xương, thay thân đốt sống. Và cao nhất là ghép phổi, đã mang lại cuộc sống có chất lượng cho người bệnh. Thăm dò chức năng phổi chuyên sâu như đo thể tích ký thân, đo khuếch tán khí FNO, VO2 max, đo thông khí bằng dao động xung khí IOS. Nội soi siêu âm IBERT, đặt stent khí phế quản và can thiệp dị vật phế quản, chỉnh hình phế quản, sinh thiết khối u, đốt u bằng vi sóng. Chụp mạch, nút mạch điều trị ho ra máu đã trở thành thường quy. Giải phẫu bệnh, hóa mô miễn dịch, xác định đột biến gen trong ung thư đồng bộ với chương trình ung thư phổi hoàn chỉnh đạt các chuẩn Mỹ và chuẩn châu Âu. Kỹ thuật vi sinh tiên tiến không chỉ về vi khuẩn lao mà còn xác định nấm, vi khuẩn ngoài lao và nhất là COVID-19 đã có tác động hết sức tích cực trên phạm vi toàn quốc, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát dịch COVID thời gian qua. Sau 2 ngày tôi đã đứng dậy để luyện tập. Trong 1 tháng thì tôi đã được ra viện, kiên trì tập luyện. Đến nay đã được 2 năm, tôi làm được công việc bình thường. Trong thời gian vào đây điều trị, các bác sĩ rất nhiệt tình, chăm sóc. Chị đã khỏe dần lên rất là tốt, rất là nhanh. Trong 1 tuần chị đã thấy khỏe nhiều hơn. Thành công về các dịch vụ hỗ trợ xã hội, người bệnh đến bệnh viện có nhiều khó khăn cần trợ giúp, đã có phòng công tác xã hội và truyền thông luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, đó là tư vấn các thủ tục hành chính, thanh toán thay người nhà khi ra viện khẩn cấp, nhà trọ giá rẻ cho người nhà, vận chuyển người bệnh 2 chiều, dịch vụ chăm sóc người bệnh thay người nhà, dịch vụ cắt tóc, gội đầu, rất thân thiện và dễ tiếp cận. Sự kết nối giữa những người bệnh có khó khăn với các nhà hảo tâm với hàng tỷ đồng mỗi năm đã giúp cho hàng trăm người bệnh vượt qua giai đoạn hiểm nghèo trở lại cuộc sống. Ngoài ra, các hoạt động thiện nguyện, khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào vùng khó khăn, hỗ trợ cộng đồng chống dịch tại các địa phương đều mang lại những giá trị rất thiết thực. Tất cả hoạt động của bệnh viện đều được truyền thông, lan tỏa và làm đẹp cho bệnh viện từ những việc làm nhỏ nhất. Thành công của Bệnh viện về khoa học công nghệ Giải thưởng Hồ Chí Minh. Bệnh viện có truyền thống nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đều mang tính ứng dụng cao. Những công trình nghiên cứu đã thu được những kết quả hết sức to lớn, đã truyền cảm hứng lan tỏa toàn thế giới về tính khả thi của mục tiêu chấm dứt bệnh lao trên trái đất này. Chiến lược 2X dùng trong phát hiện lao chủ động tại cộng đồng hay tại các cơ sở y tế trên phạm vi toàn quốc và nhiều quốc gia đang mở rộng áp dụng, phác đồ điều trị lao 4 tháng lần đầu tiên được khuyến cáo. Các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng về hen, COPD, viêm phổi, ung thư phổi, bệnh phổi kẽ, nấm phổi,
và ghép phổi cũng đã thu được nhiều kết quả rất quan trọng, làm thay đổi thực hành chuyên ngành với hiệu quả cao. Từ năm 2015 đến nay, đã có trên 200 nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở, trong đó có 100 nghiên cứu hợp tác quốc tế, đăng tải 337 bài báo trong nước và quốc tế có uy tín. Vì vậy, năm 2022, bệnh viện được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ là niềm tự hào không phải chỉ của bệnh viện mà là của cả chuyên ngành trong nước và các quốc tế. Thành tựu nổi bật đó là vấn đề nghiên cứu khoa học và đã đạt được nhiều cái thành tựu, trong đó đặc biệt là đã được Giải thưởng Hồ Chí Minh trong cụm công trình liên quan đến các cái phòng chống bệnh lao. Và cái điều đó góp phần quan trọng để xây dựng một cái hệ thống từ trung ương đến địa phương, xây dựng cái hệ thống phòng chống lao toàn quốc. Và chúng ta cũng mong muốn là sớm chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. I give my best wishes to all of the team at the National Lung Hospital and congratulate them for 65 years of successful treatment of patients. The University of Sydney has a very strong partnership with the National Lung Hospital, and the new Sydney Vietnam Institute will continue to support research between the University of Sydney in Australia and many excellent researchers here in Hanoi. I've had the privilege of working with colleagues here at the National Lung Hospital and the National TB program now for probably more than 15 years. I've found this to be an extremely beneficial collaboration. We've been able, I think, to do work together that has really advanced knowledge about TB control and how to eliminate, shown the way forward towards eliminating TB and better treating many of the problems that patients with TB have. And we've done that because of the excellent capacity that there is in the National Lung Hospital and in the National TB program, and also because of the excellent support of the team here led by Professor Nguyen. Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trên phạm vi toàn quốc. Sứ mệnh của bệnh viện không thể hoàn thành nếu như không phát triển mạng lưới phòng chống lao và bệnh phổi toàn quốc. Bệnh viện đã đào tạo cho các học viên, các cơ sở y tế công tư trên phạm vi toàn quốc, các sinh viên, học viên sau đại học, các trường y dược và sinh viên, học viên quốc tế. Với 128 gói chương trình và 129 giảng viên được chuẩn hóa để đào tạo dưới nhiều hình thức, đào tạo trực tiếp, cầm tay chỉ việc cho 1.008 học viên, đào tạo 401 lớp cho 39.067 học viên. Bệnh viện là cơ sở thực hành cho hàng ngàn sinh viên từ Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y tế Công cộng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đại học Kỹ thuật Hải Dương. Bệnh viện đủ điều kiện công bố là cơ sở thực hành cho đào tạo khối ngành sức khỏe. Bệnh viện đã dành cơ sở ký túc xá cho các bác sĩ nội trú và các học viên ở xa về học là một thuận lợi đáng kể cho các học viên ở khắp mọi miền Tổ quốc. Có một cái điểm mà tôi rất tâm đắc ấy, là 5 năm trở lại đây, ngoài cái việc khám chữa bệnh ra thì cái việc nghiên cứu khoa học và đào tạo đã được đẩy lên bước rất là cao. Bệnh viện Phổi Trung ương có một đội ngũ các bác sĩ có tay nghề, có đam mê về học thuật cũng như đào tạo. Đặc biệt về cái lĩnh vực ngoại khoa thì có thể nói bây giờ đấy là một cơ sở hoàn chỉnh cả nội cả ngoại khoa. Nói là một cơ sở thực hành của trường đại học rất là tốt. Là một cán bộ làm công tác chương trình chống lao từ những năm 70, các đồng chí lãnh đạo đặc biệt quan tâm đến phát triển mạng lưới chương trình chống lao ở các cơ sở. Hiện tại 100% số huyện, tỉnh đều có cán bộ theo dõi hoạt động của chương trình chống lao đến tận cấp xã. Thành công của bệnh viện về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 xảy ra, với kinh nghiệm phòng chống lao, bệnh viện đã nhận thấy COVID-19 và lao có sự tương đồng, can thiệp kiểm soát lao có thể áp dụng cho kiểm soát COVID-19. Có 3 điểm quan trọng nhất mà bệnh viện đã sớm tham mưu, đó là cách ly tại nhà các trường hợp tiếp xúc gần F1, điều trị bệnh nhân tại nhà và cộng đồng F0, giao quyền tự xét nghiệm sàng lọc cho người dân.
nghiên cứu và sớm đưa ra mô hình sàng lọc 3 lớp sử dụng kỹ thuật expert để bảo vệ bệnh viện, tập huấn cho toàn bộ các bệnh viện chuyên khoa phòng chống dịch, đồng thời đã huy động hỗ trợ quốc tế hàng trăm ngàn test expert xét nghiệm khẳng định COVID-19 nhanh trong 45 phút rất hiệu quả. Trung tâm hồi sức tích cực điều trị COVID của bệnh viện đã hỗ trợ tỉnh Đồng Nai chống dịch hiệu quả, khống chế tỷ lệ tử vong do COVID-19 và sớm kiểm soát dịch tại cộng đồng. Bệnh viện đã tổ chức tiêm an toàn hàng trăm ngàn mũi vaccine COVID-19 cho toàn bộ người nước ngoài tại Hà Nội, như nhân viên, các đại sứ quán và các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và người dân. Hỗ trợ thành phố Hà Nội đón Tết Nhâm Dần an toàn phòng chống dịch bằng mô hình thí điểm thành công từ phường Vĩnh Phúc và toàn bộ quận Ba Đình. Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai thành công nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc Monopiravir giúp hàng trăm ngàn người nhiễm COVID-19 được tiếp cận sớm với thuốc kháng virus, làm giảm tử vong trong lúc dịch bùng phát cao nhất. Có thể nói, đó là một thành tựu cứu người rất quan trọng của Bệnh viện Phổi Trung ương trong 3 năm qua. Thành công của bệnh viện về chương trình chống lao và tiến đến chấm dứt bệnh lao. Phát triển bệnh viện luôn gắn liền với chương trình chống lao cả nước, không lúc nào ngơi nghỉ cả trong giai đoạn chiến tranh và đặc biệt là giai đoạn gần đây, khoa học công nghệ tiên tiến được áp dụng và mục tiêu chấm dứt bệnh lao đã rõ ràng hơn với quyết tâm chính trị thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Một số dấu ấn nổi bật. 1. Đổi tên các bệnh viện chuyên khoa thành bệnh viện phổi là một chuyển biến lớn về tư duy tích cực, tăng tiếp cận của người dân. 2. Áp dụng sớm và mở rộng expert phát hiện lao phủ kín toàn quốc với chiến lược 2X rất hiệu quả. 3. Áp dụng các thuốc mới, phác đồ mới điều trị lao theo tiêu chí của y học chính xác. 4. Đào tạo được các chuyên gia đầu ngành, nhiều cán bộ đã tham gia vào các nhóm kỹ thuật của WHO như Phó Giáo sư Nguyễn Bình Hòa, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hưng, Tiến sĩ Hoàng Thanh Thủy, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh và Bác sĩ Nguyễn Viết Hải. Đặc biệt là Giám đốc Nguyễn Viết Nhung đã tham gia nhiều hội đồng xây dựng hướng dẫn kỹ thuật và là thành viên Hội đồng Tư vấn Chiến lược và Kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới từ năm 2016. 5. Duy trì và phát triển hệ thống chương trình với kế hoạch chiến lược cấp quốc gia, có sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao. Vì vậy, đã huy động đầu tư của nhà nước và tài trợ quốc tế. 6. Kết quả làm giảm số mắc và chết do lao nhanh hơn trung bình toàn cầu, mà vẫn được giữ vững mặc dù có ảnh hưởng COVID-19, làm tiền đề cho Việt Nam vẫn có thể tiếp tục lộ trình cơ bản chấm dứt bệnh lao đã đặt ra. Năm 2015, theo số liệu báo cáo, là mỗi một năm là chúng ta có số liệu chính thức là trên 180.000 người mắc lao mới một năm, khoảng 17-18.000 người chết vì bệnh lao một năm. 5 năm qua thì chúng ta đã làm rất là cố gắng, chúng ta đã giảm được rất là rõ nét. Đến bây giờ, dù giảm một nửa, vẫn còn 9.000 người chết vì bệnh lao mỗi một năm. Bây giờ số liệu tốt hơn, chúng ta thống kê chặt chẽ hơn, số người mắc mới giảm, đặc biệt là số người mắc mà chưa phát hiện ra là giảm rất nhiều vì chúng ta giám sát tốt hơn. Despite this, Vietnam has made significant progress by reducing TB incidents every year. Your national TB program has successfully established and maintained a good TB service network from the national to the peripheral level. Although there were setbacks in 2020 and 2021 due to COVID-19, the NTP has made tremendous strides this year to return TB notification to pre-pandemic levels. USAID commits to continuing to support the National TB Program. Yes, I want to give my biggest congratulations to the National Lung Hospital on 65 years of this leading role fighting TB in Vietnam. We've been in partnership together since 2011, working on TB policies, identifying better ways for case finding, better diagnostics, and then treatment for people who have TB. External quality assurance programs have allowed Vietnam to play a key role in helping other countries with their TB diagnostics as well. And in 2020, Vietnam was recognized for achieving the global NTB strategy results for 35% reduction in deaths. And then just this March, we were really proud to see Vietnam
and the Reference Lab recognized as global TB elimination champions by CDC for the great work done. Over the last decade, Vietnam's national TB program has successfully detected and treated hundreds of thousands of TB patients every year, resulting in thousands of lives saved and quality of life for many more individuals and their families significantly improved. And I really want to say that this is thanks to the leadership of the government through the National TB Program, as well as the many partners who've supported and contributed to its success. It's also thanks to the hard work and commitment of the thousands of healthcare workers who every day undertake the hard work of screening to find cases, administering the tests which are used to diagnose, and then getting people onto and keeping them on treatment. Contacting with colleagues from NTP, Vietnamese NTP program, for a long time, they're always very active, participating in all global events, regional events. But now we had opportunity moving through the country and visiting with the specialists, colleagues, patients in the district clinics, provincial hospitals, to discuss, and we understand it that the leadership of the National TB Program is obvious, and a very close collaboration on each level, and it's really impressive, and it's the key condition of the progress and success. You're picking very fast all the innovations, all the fresh ideas, and trying to implement them as soon as possible. It's real leadership, and we are impressed. Để có được như vậy, bệnh viện đã thành công trong phát triển nguồn nhân lực và chuyên gia đầu ngành, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, cung ứng đầy đủ vật tư, hóa chất và thuốc điều trị, không những cho bệnh viện mà còn cung ứng thuốc chống lao miễn phí cho bệnh nhân lao, lao kháng thuốc toàn quốc. Đồng thời, bệnh viện chú trọng đầu tư cho kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp và công tác quản lý chất lượng. Tất cả những hoạt động đó đều hướng đến tiêu chí bệnh viện hạnh phúc. Trong 10 năm qua, chất lượng cán bộ cũng tăng lên rõ rệt. Bệnh viện đã có những chính sách ưu tiên cho đào tạo và tự đào tạo song song với công tác quản trị nhân tài. Nêu cao ngọn cờ chuẩn mực, để ở đó thông thái và trung thực hướng đến và hội tụ. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được xây dựng hiện đại và đặc biệt hữu dụng, tòa nhà công nghệ cao và ghép phổi S7 với hơn 21.000 m2 và tòa nhà trung tâm điều trị theo yêu cầu công nghệ cao S4 đã làm thay đổi bộ mặt của bệnh viện. Thêm nữa là những công trình phụ cận giúp cho cán bộ y tế và bệnh nhân có một môi trường làm việc tương đối tiện nghi với nhiều cây cổ thụ xanh sạch đẹp. Các kỹ thuật hiện đại theo kịp với trình độ y tế chuyên ngành trên thế giới, huy động được các nguồn đầu tư trong nước và tài trợ quốc tế. Trang thiết bị y tế của bệnh viện đã được thay da đổi thịt. Cung ứng và quản lý thuốc, hóa chất và vật tư y tế đảm bảo phục vụ người bệnh ở mức cao nhất. Khối dược hậu cần luôn có kế hoạch chủ động. Hệ thống mua sắm đấu thầu có năng lực trách nhiệm và hiệu quả. Việc quản lý sử dụng thuốc an toàn và hợp lý luôn là chủ đề lớn của hội đồng thuốc và điều trị. Hợp lý cả về kinh tế, y tế luôn được kiểm soát. Một hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện chuyên nghiệp, hơn 2.000 quy trình quy định đối với mọi lĩnh vực cả chuyên môn và các dịch vụ hỗ trợ xã hội cũng là tài sản vô hình của bệnh viện. Quá trình chuyển đổi số cũng là một điểm rất quan trọng trong các thành công của bệnh viện. Y bạ điện tử, bệnh án điện tử đã trở thành thường quy với hệ thống PAS, hệ thống HIS, LIS và VITIMUS được tích hợp đồng bộ. Các phần mềm chuyên biệt để quản lý tài chính, nhân sự, máy móc trang thiết bị, thuốc đều đã được làm thường quy. Hơn nữa, bệnh viện còn thành lập đơn vị kiểm toán nội bộ, thường xuyên rà soát việc thực thi các quy trình quy định, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của các quy định của pháp luật, tạo ra một sức mạnh tổng hợp, tránh được các rủi ro và phát triển bền vững. Để có được như vậy, tất cả những thành công đó đã đáp ứng bệnh viện văn minh, thể hiện tính chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ. Đoàn thanh niên bệnh viện nhiệm kỳ mới, tiên phong, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát triển bền vững. Tuổi trẻ nhiệt huyết, hết mình vì người bệnh. Sẵn sàng tham gia và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tập trung học tập, luôn luôn giữ vững tư tưởng chính trị,
Tuổi trẻ ngành y cần quan tâm phát triển kỹ năng mềm và nghiên cứu khoa học. Phong cách ứng xử khẳng định nét đẹp văn hóa người cán bộ Bệnh viện Phổi Trung ương. Tôi đã về Việt công tác từ năm 1970, 52 năm, đầy tự hào, đầy hạnh phúc. Ban giám đốc đã sắp xếp cho chúng tôi những chỗ làm rất thích hợp với những công việc. Chúng tôi nhận thấy rằng giữa những người lãnh đạo và những cán bộ thực sự trở thành một khối thống nhất. Họ quý mến nhau, họ tin tưởng nhau, họ cùng nhau lao vào công việc khó khăn để rồi mọi việc đều giải quyết rất tốt. Bệnh viện đã phát triển được rất nhiều các kỹ thuật đầu ngành và đã có rất nhiều các chuyên gia đầu ngành. Bệnh viện đã không ngừng phát triển đi lên, cũng để đến một cái đích cuối cùng, đó là bệnh viện hạnh phúc. Định hướng phát triển bền vững. Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển của bệnh viện trong suốt 65 năm qua, bệnh viện đã thu được những thành tựu hết sức to lớn, đi từ thành công này đến thành công khác, đạt được những tiêu chí của bệnh viện văn minh và hiện nay chuyển dần sang tiêu chí của bệnh viện hạnh phúc. Đó là thành quả mang tính đột phá, không chỉ riêng về khoa công nghệ mà hơn hết đó là tư duy đột phá, tư duy mang tính sáng tạo, trách nhiệm và cống hiến. Để người bệnh được hạnh phúc, người nhà bệnh nhân được hạnh phúc và đặc biệt là cán bộ và nhân viên bệnh viện được hạnh phúc. Bởi vì chỉ khi nhân viên y tế được hạnh phúc thì mới có thể truyền tải được hạnh phúc đó đến với người bệnh. Định hướng cụ thể: 1. Phát huy khối đoàn kết toàn bệnh viện và chuyên ngành, năng động, trách nhiệm, bản lĩnh, kiên trì theo đuổi định hướng bệnh viện hạnh phúc. 2. Thực hiện và thường xuyên cải thiện các quy trình quy định đã được thiết lập. 3. Truyền thông, chuyển đổi số và cải cách hành chính để tăng cường tiếp cận của nhân dân với các kỹ thuật hiện có. 4. Phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu khám điều trị dự phòng bệnh lao, bệnh phổi kẽ, ung thư phổi, viêm phổi, nấm phổi, hen, COPD. 5. Duy trì và phát triển các gói dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bệnh, làm đẹp cho bệnh viện từ những việc làm nhỏ nhất. 6. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sức mạnh của giải thưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng mạng lưới nghiên cứu viên chuyên ngành toàn quốc với chương trình nghiên cứu trọng tâm có định hướng ứng dụng cao, mở rộng hợp tác chinh phục đỉnh cao ngang tầm quốc tế. 7. Phát triển mạng lưới chống lao và bệnh phổi cả nước, xác định chiến lược, vận động chính sách và sự ủng hộ của các cấp chính quyền, bảo hiểm y tế, huy động tài trợ quốc tế, ứng dụng tối ưu các kỹ thuật mới, phác đồ mới, vaccine mới và thực hiện giám sát lượng giá bằng các chỉ tiêu cụ thể. 8. Đẩy mạnh đào tạo để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho bệnh viện và chuyên ngành, hợp tác tốt với các trường đại học, các hội nghề nghiệp, định hướng xây dựng trường phổi Phạm Ngọc Thạch. 9. Chú trọng hợp tác quốc tế, phát triển các đối tác và dự án nghiên cứu, đồng thời tích cực đến truyền thông trong nước và quốc tế để cộng đồng tiếp cận với bệnh viện ngày càng tốt hơn. 10. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên bệnh viện, luôn luôn ra soát đánh giá rủi ro, nguy cơ, đảm bảo an toàn bệnh viện. Mặc dù vậy, bệnh viện vẫn luôn luôn phải đối diện với những khó khăn và thách thức, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều những diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải có bản lĩnh vững vàng để có thể phát huy tối ưu những tiềm năng và những thành tựu sẵn có, đồng thời huy động được những điều kiện cần thiết để bệnh viện có thể phát triển bền vững, mang lại những giá trị cho người bệnh và cho cộng đồng, thực hiện hai sứ mệnh cao cả, đó là thanh toán bệnh lao và chăm sóc sức khỏe phổi cho nhân dân. Để có được những thành tựu tốt đẹp như vậy, thay mặt cho lãnh đạo và nhân viên Bệnh viện Phổi Trung ương, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, cộng đồng và các đối tác trong nước và quốc tế, đặc biệt hơn 19.000 cán bộ làm công tác chống lao bệnh phổi ở khắp mọi miền Tổ quốc đã chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ và đồng hành với Bệnh viện Phổi Trung ương trong suốt 65 năm qua và rất mong được sự chung tay mạnh mẽ đó trong thời gian tới để một ước mơ một Việt Nam, một thế giới không còn bệnh lao sớm thành hiện thực. 65 năm đã trôi qua theo lịch sử của đất nước.
65 năm Bệnh viện Phổi Trung ương xây dựng và không ngừng phát triển. 65 năm dòng thời gian đã ghi nhiều dấu mốc với sự lãnh đạo dẫn dắt của 6 viện trưởng, giám đốc, 8 bí thư đảng ủy và hàng ngàn cán bộ viên chức người lao động. Những người đã đến rồi đi, những người còn ở lại, tất cả đều đã có những cống hiến của riêng mình. Mỗi người trong số họ đều có thể tự hào về các công việc đã làm trong một bệnh viện mà nhiều thế hệ đi trước đã xây dựng, gìn giữ và phát triển. Mỗi người chắc chắn sẽ suy nghĩ về vai trò và trách nhiệm của mình, về những gì có thể làm để đóng góp vào thành quả chung mà thế hệ này sẽ lại trao cho lớp người kế tiếp theo dòng chảy không ngừng của cuộc sống. Vì một Việt Nam không còn.